Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Càng gần Tết, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trong kỳ nghỉ dài đến gần thì càng thêm nhiều vụ thực phẩm bẩn được phát hiện bắt giữ. Cụ thể, ngày 16 tháng 12 năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, công an Hà Nam phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường phát hiện xử lý cơ sở thu gom nội tạng lợn, mỡ động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi bị phát hiện, hàng tấn nội tạng lồng, phèo, khẩu đuôi lợn bốc mùi hôi thối, biển sắt để chất đống trên nền nhà, ngay gần nghĩa trang đang được chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, Cục Quản lý Thị trường Sơn La, đội Quản lý Thị trường số 1 chủ trì phối hợp với đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Sơn La tiến hành khám xe khách biển kiểm soát 27G00004 đang trả hàng tại khu vực ngã ba 4G quốc lộ 6 thuộc địa bàn tổ 5, phường Triền Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Lái xe và chủ hàng là ông Trần Đình Khương có địa chỉ tại 106, tổ 4, Thanh Trường, thành phố Điện Biên. Kết quả khám phát hiện trên xe có vận chuyển 845kg sản phẩm động vật, lòng, dạ dày, tim, gan, thịt vụn của trâu có giá trị khoảng trên 40 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng. Thống kê mới nhất của Tổng cục Quản lý Thị trường cho thấy, năm 2023, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng đã kiểm tra 8.306 vụ, xử lý 6.773 vụ vi phạm, thu phạt trên 36,3 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tịch thu 31,6 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về sở hữu trí tuệ và thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Mới đây, hơn 40 em học sinh ở Quảng Ngãi đã nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm bởi sử dụng sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Trong đó, 24 em đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Còn tại tỉnh Hà Nam, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hơn 6 tấn mỡ động vật chưa qua chế biến có hiện tượng bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc được cơ quan chức năng nhiều tỉnh thành ra quân kiểm tra, xử phạt. Hay tại Hà Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2023, Công an Hà Nam và lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hộ kinh doanh do ông Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1962, trú tại Ngọc Đồng, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, phát hiện số lượng lớn nội tạng lợn, bì, mỡ động vật bốc mùi hôi thối, biển sắt không có biện pháp bảo quản vệ sinh, được năm lao động đang sơ chế, phân loại trong ngôi nhà sập xệ, vẫn thiểu gần nghĩa trang. Khai nhận với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không chứng minh được hóa đơn đầu vào, nguồn gốc, xuất xứ của số thực phẩm trên, mà chỉ khai nhận đi thu mua từ các chợ, các lò mổ, đầu mối với giá rẻ về sơ chế biến rồi tiêu thụ. Cơ sở này cũng không chứng minh được giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như các giấy phép theo luật định. Thế đấy, nếu không được phát hiện, xử lý, thì số thực phẩm bẩn này lại được tuồn ra các hàng quán nhậu, lại được phù phép thành những món ăn thơm phức, ngon lành để phục vụ thực khách. Còn hậu quả ra sao thì sống chết mặc bay. Trên đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc được phát hiện xử lý, nhưng chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, bàn giao cho Cục Quản lý Thị trường xử lý theo quy định pháp luật. Chứ tại pháp luật vẫn còn giờ cao đánh khẽ, chưa đủ mạnh để tạo tính răn đe. Từ nay đến Tết, các đơn vị sẽ tập trung nhiều hơn ở các khâu phân phối, từ các chợ đầu mối đến chợ truyền thống, các siêu thị. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào chất lượng, an toàn thực phẩm, hàng sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn mác, điều kiện sản xuất thực phẩm và quảng cáo thực phẩm. Qua đó, sớm phát hiện các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là công việc thường xuyên và liên tục. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm, đơn vị xem đây là dịp cao điểm, trọng tâm và tập trung nhiều lực lượng vào công tác đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng để đảm bảo người dân có một cái Tết an toàn nhất. Tương tự, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tăng cường lực lượng thanh kiểm tra an toàn thực phẩm trong thời điểm này, đồng thời phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh để chống hàng gian, hàng giả. Và Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024, đơn vị đã lập 11 đoàn kiểm tra, tập trung vào khâu sản xuất, đặc biệt là những kho hàng, những nguyên liệu tập kết để chuẩn bị cho sản xuất. Bên cạnh công tác thanh kiểm tra, ông Lê Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị còn tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo an toàn thực phẩm
phòng chống ngộ độc thực phẩm cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm ở cả thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024. Theo dòng sự kiện, việc thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm được tổ chức diễn ra trên diện rộng nhiều tỉnh thành trong cả nước nhằm kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra liên ngành từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, thành phố, thị xã về an toàn thực phẩm từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu trong quá trình kiểm tra kết hợp làm công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, việc triển khai kiểm tra phải đảm bảo đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh. Các đoàn kiểm tra tuyến dưới cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn kiểm tra tuyến trên khi xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm đóng trên địa bàn. Các đơn vị khi xây dựng quyết định kế hoạch kiểm tra cần có danh sách cơ sở được kiểm tra đính kèm cụ thể theo phân cấp quản lý và gửi cho các đơn vị liên quan được biết để tránh trùng lập, chồng chéo. Các đoàn kiểm tra tuyến dưới không thực hiện kiểm tra các cơ sở thực phẩm có trong danh sách kiểm tra của đoàn kiểm tra tuyến trên. Các địa phương Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đều lên kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trong dịp Tết, đảm bảo mọi người dân ăn Tết an toàn. Theo Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, các loại thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn dịp Tết Nguyên đán thường là các thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, các loại thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm chế biến sẵn ăn ngay. Nếu những loại thực phẩm này không được kiểm soát tốt sẽ có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Hiện nay, các cơ sở sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm như rau củ quả, bánh kẹo, mứt đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng Tết. Bên cạnh chuẩn bị sản lượng, các đơn vị cũng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm. Theo Sài Gòn Co-op, từ giữa năm 2023, đơn vị đã triển khai công tác dự trữ nguồn hàng thiết yếu phục vụ cho dịp lễ Tết năm 2024 với tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng, tăng 20-50% so với tháng kinh doanh bình thường. Ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op cho biết, song song với công tác chuẩn bị nguồn hàng, chương trình khuyến mãi, công tác kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được quán triệt và huy động mọi nguồn lực trong hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Theo đó, đơn vị sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung chính, đó là kiểm soát chặt các hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng hàng hóa và các hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát chất lượng hàng hóa tại điểm bán và nhà cung cấp, nâng cao khả năng xét nghiệm của phòng thí nghiệm gấp 5-10 lần so với ngày thường, xét nghiệm thực phẩm lưu động kịp thời để kiểm soát chất lượng thực phẩm ngay tại nguồn. Các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là nhóm hàng phục vụ Tết như bánh mứt kẹo, giò chả, rau củ quả, trái cây được chúng tôi kiểm tra chất lượng ngay tại trung tâm phân phối và test nhanh trước khi lên quầy kệ tại siêu thị. Các chỉ tiêu được kiểm tra bao gồm kháng sinh trong thủy hải sản, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ tiêu vi sinh, chất tăng trọng, hàng the, formol, chất tẩy trắng. Ông Lê Trường Sơn thông tin. Còn theo ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng phòng marketing công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Farm Lâm Đồng cho biết, sản phẩm rau củ quả của doanh nghiệp đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh như Aeon, Lotte, Co.op, do đã ký hợp đồng từ trước nên giá cả ổn định kể cả dịp Tết. Chúng tôi rất chú trọng về các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thực phẩm, bởi đây chính là sự sống còn của doanh nghiệp. Sản phẩm được kiểm tra, kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm từ khâu gieo giống, canh tác đến thu hoạch, xuất bán. Chúng tôi chủ động lấy mẫu kiểm tra định kỳ, các siêu thị nhập hàng cũng lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên với tất cả sản phẩm, ông Nguyễn Văn Tiến nói. Tuy nhiên, điều khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay là phải cạnh tranh, đối phó với những cơ sở kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một kho đông lạnh ở phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức đang lưu chứa gần 25 tấn thực phẩm gồm bao tử heo đông lạnh, vú heo đông lạnh, giò trường heo đông lạnh, trứng gà non, lá lách bò đông lạnh đang chuẩn bị đưa ra bán trên thị trường. Toàn bộ số thực phẩm trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch, hóa đơn chứng từ liên quan đến việc mua bán, lưu thông trên thị trường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!